đến thăm các hộ lý y công tại khoa nội tiết thận bệnh viện Lê Văn Thịnh và khoa cấp cứu hồi sức nhi bệnh viện Nhiệt đới những ngày gần cuối tháng 2, chúng tôi được chứng kiến những công việc nhỏ nhặt thầm lặng của họ. Tuy không phải điều trị cứu người như các y bác sĩ, nhưng họ đã làm cho những phòng bệnh trở nên sạch sẽ, góp phần giúp các bệnh nhân được điều trị trong môi trường tốt nhất. Làm hộ lý tại bệnh viện Lê Văn Thịnh đã được 9 năm, chị Đinh Thị Xuân cho biết hàng ngày chị đến sớm để lau sạch kiến cửa, gạch tường, quét dọn phòng bệnh và lau sàn. Đến 7 giờ bệnh nhân bắt đầu vào, chị lại lau tiếp những phòng trống khác. Đến khoảng 10 giờ trưa, chị sẽ thay ga giường, vỏ gối, lấy dụng cụ y tế của người bệnh để thay cho ca chạy thận tiếp theo. Sau đó chị phát quần áo sạch cho bệnh nhân. Đến 11 giờ rưỡi trưa, khi bệnh nhân đã vào hết, chị lại cặm cụi đi gom rác, lau máy móc. Tất cả công việc được chị làm nhanh gọn với phương châm phòng bệnh lúc nào cũng phải được dọn dẹp sạch sẽ. 2 giờ chiều, khi bệnh nhân K3 vô chạy thận, chị lại tiếp tục những công việc như ca sáng. Đến 6 giờ tối, chị Xuân mang những ga giường, vỏ gối dơ, quần áo dơ đi gửi giặt. Những tưởng đến đây công việc đã xong, nhưng không, chị Xuân sau đó lại tiếp tục quay về phòng bệnh để chuẩn bị cho ca chạy thận cuối cùng. Công việc của chị thường kết thúc vào lúc 11 giờ đêm, lúc bệnh nhân đã về hết. Chị làm nay được 9 năm rồi. 9 năm rồi. Chị làm năm 2013. Những cái ngày thứ 2, thứ 6 thì nó sẽ đông bệnh hơn, những ngày 3, 5, 7 thì về trễ hơn. Còn những ngày 2, 3, 5, 7 thì ít bệnh hơn thì về sớm hơn một chút. Nhưng mà thường thường cũng về tới khuya mới về. Gia đình của chị thì là con cũng lớn rồi, con cũng trưởng thành hết. Thì tối về thì con cũng có nấu nướng rồi thì về mình cũng đỡ, không có còn bất là anh hồi nhỏ nữa. Dạ. Tại con cái cũng lớn cả nên là dù về trẻ nhưng mà con nó cũng giúp mẹ nhà cho nên là cũng đỡ. Là cũng nhiều lúc cũng mệt mỏi vì hay về trẻ cũng lúc cũng mệt mỏi, nhưng mà mình cố gắng, tại vì nó lắm sẽ vượt qua. Cái gì cũng có lúc là làm mình khó cũng mệt mỏi chứ, nhưng mà mình cố gắng lên, vì giờ thì chỉ có làm ở đâu cũng vậy, mình phải cố gắng thì mình mới qua được. Cũng không thể tránh khỏi là những cái lúc cũng mệt mỏi chứ, làm nhiều, tại vì đây làm thì cũng hay về trễ lắm. Lúc nào cũng 10 giờ về, có khi 11 giờ tùy. Nhất là trong cái đợt dịch vừa rồi á, rồi làm tới sáng luôn. Cũng có động lực, như chẳng hạn như con cái nó động viên thôi, mẹ cố chứ giờ biết làm sao được. Rồi ông xã chị cũng động viên này kia, rồi bảo thôi công việc mình biết là công việc làm ngành y nó vậy á, nhiều khi cái ngày nghỉ thì mình đi làm, cho nên là thôi từ động viên mình thôi cố lên. Ai nói chung là điều dưỡng hộ lý vào đây cũng vui vui vẻ, không có gì hết, nói chung ai cũng nói cũng bảo cô thôi cố lên chứ biết làm sao nữa. Tại khoa nội tiết thận bệnh viện Lê Văn Thịnh, chúng tôi bắt gặp chị Huỳnh Thị Ngọc Lợi, 57 tuổi, đang cầm củi lau dọn hành lang. Chị cho biết chị đã làm công việc này được 5 năm. Công việc thường ngày của chị là dọn dẹp vệ sinh trong khoa, thu gom rác thải buồng bệnh, lau chùi toilet. Làm công việc giữ gìn vệ sinh cho bệnh viện, chị Lợi cho biết rất ít có ngày nghỉ. Những lúc đau ốm, mệt mỏi, chị vẫn cố gắng làm vì không có người thay. Làm vô đây làm cũng được 4 năm mấy, gần 5 năm rồi. Bình thường sáng sớm vô tới đây là 5 giờ rưỡi là làm dọn cái phòng bệnh nhân trước, dọn dẹp lau chùi lấy rác cái phòng bệnh nhân trước. Xong tới 7 giờ xong hết mấy cái phòng bệnh đó là khoảng là 7 giờ rưỡi á. 7 rưỡi rồi xong cái đi dọn quét lau ở đường hàng lang. Hàng lang xong rồi cái đợi bác sĩ với điều dưỡng rồi vô ăn uống xong hết rồi cái đi làm việc thì mình vô mình dọn ở trong đó. Vô dọn lau chùi đồ ở trong nhà, trong hàng chánh á. Chừng nào cảm thấy chừng nào làm không nổi nên là thôi nghỉ, chứ giờ lớn tuổi nữa rồi. Chị Trang Thị Kim Loan đã làm hộ lý ở bệnh viện Nhiệt đới đã 16 năm và chuyển sang làm việc tại khoa cấp cứu hồi sức nhi 5 năm nay. Công việc hàng ngày của chị là vệ sinh cho người bệnh. Ngoài chăm sóc bệnh nhân, chị Loan còn làm những việc như vệ sinh giường bệnh, phòng bệnh, bàn ghế và những vật dụng y khoa. Theo chị, khâu vệ sinh cá nhân khá quan trọng, giúp bệnh nhân có một cơ thể thoải mái, sạch sẽ, không nhiễm trùng và mau phục hồi.
Tán vệ sinh cho bệnh nhân á, thì mình cũng giúp cho bệnh nhân có một cơ thể thoải mái hơn. Khi mà nằm điều trị ở khoa mình cũng làm cho cái môi trường của khoa mình nó được tốt hơn, sạch sẽ hơn, thì còn để cho cùng bệnh nhân cũng giúp cho một phần cho bệnh nhân thoải mái thì cũng sẽ mau khỏe và bình phục. Động lực để mình làm việc thì khi mà thấy được bệnh nhân khỏe, bệnh nhân qua được cái cơn, những cái tình trạng nặng thì khỏe mạnh đi về, thì lúc đó là mình rất là vui. Thì cũng như là mình cảm thấy như là mình đã làm một cái việc gì đó giúp cho bệnh nhân có một cuộc sống vui vẻ trở lại bình thường. Đó là động lực. Thì đối với mình thì mình cảm thấy mình làm vì bệnh nhân, vì bệnh nhân, vì khoa, vì nói chung là mình cũng góp một phần cho bệnh viện. Thì mình cũng không có nghĩ đến cái chuyện mà mình có được trân trọng hay không. Thì mình chỉ nghĩ đó là công việc của mình thì mình làm thôi. Cái việc đầu tiên mà chị thấy chị Loan á, là một cái đúng là hình mẫu của một người phụ nữ á. Chị rất là nhẹ nhàng. Bên cạnh cái nhẹ nhàng đó thì chị rất là ân cần cả bệnh nhân và trong công việc luôn. Ví dụ như cái chuyện gì mà mình phân công cho các bạn với nhau thì đối với chị Loan là chị cảm thấy rất là yên tâm, bởi vì có thể là chị nhiều việc nhưng mà chị sẽ không có quên. Có khi là chị sắp xếp công việc làm trước làm sau thôi, nhưng mà cuối cùng thì chị cũng hoàn thành cái nhiệm vụ của chị. Cái đó là cái mà chị có cái ưu điểm hơn những các bạn khác. Em Vũ Trần Diễm Quỳnh, ngụ Lâm Đồng, là bệnh nhân được chị Loan trực tiếp chăm sóc những ngày qua. Quỳnh nhập viện điều trị sốt xuất huyết đã một tuần nay. Thời gian này, Quỳnh được các y bác sĩ nhiệt tình điều trị. Đặc biệt, em được cô Loan chăm sóc chu đáo từ những ngày đầu ở khâu vệ sinh cá nhân cho tới ăn uống. Em ấn tượng vì cô ấy thường xuyên hỏi han chăm sóc cho bệnh nhân từ những điều nhỏ nhặt nhất. Là mấy cô hay chăm sóc hỏi han. Mấy ngày đầu thì là mấy cô đút hoặc là cầm, còn mấy ngày sau thì con cứ ăn. Dù có bao nhiêu vất vả cực nhọc, nhưng dường như rất ít người quan tâm và vẫn chưa hiểu hết giá trị của nghề này. Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2 hàng năm, khi xã hội thường tôn vinh bác sĩ, điều dưỡng, nhưng ít ai nhớ đến hộ lý, y công, những người đóng góp thầm lặng vào công việc điều trị và chăm sóc bệnh nhân. Hơn ai hết, với những công việc mà họ làm hàng ngày trong công việc của mình, họ xứng đáng được tôn vinh.